tôi tiếp đang hình nhảy sống tiếp này quay phim này. Đây là món tôm tiếp đặc sản biển này. Nhìn nó cũng bơi ác chưa anh ơi. Đây là lưới người về tốc gạo phương đi mở Hà Tuấn làm sao có ốc mỡ. Đây là ốc mỡ đặc sản này. Vùng biển này, hai tay này. Điều nó xòe đẹp. Tiếp vừa phải cắt như vậy này. Cũng lột luôn đi. Lột luôn thật. Rất là đúng, không lột luôn đi. Tôm tiếp mới luộc xong rồi. Ngon chưa? Anh tôm tiếp đại không? Đại ca hết. Đây là tôm tiếp đại ca. Tay còn để nó nguội rồi tí còn. Đĩa tôi vậy thôi. Ba mâm mà. Chưa? Hai mâm hay ba mâm. Cắt hai dĩa rồi bỏ tới hai, bỏ tới. Mà người ta nguồn mà ăn. Đây cắt tôm tiếp. Bỏ thêm đến đây. Nước mực cồn. Có lên rồi mà, chở lên rồi. Trong nhà. Ốm mấy rồi. Bà cố đó. Cố ấy rồi, cố bận rồi. Qua ăn này. Đỏ mạnh đi chứ. Không chuyên nghiệp. Đây là quả mực. Để cái con này đi lên. Ăn lúc nào xéo đây. Xấu rồi. Cho hơn con bè mà chị lên. Đấy, chủ nhật.
Mấy chiều mà nấu mực vài thối tôm tiếp đánh vi đánh vẫy tôm tiếp trang quanh chim đông thì sao mình chưa mà mới ít mà chưa được mưa à cái lượt view chưa đủ đang còn chạy mà càng lâu quy định một năm mà hơn rồi là được tiền là sao tao mấy thằng vũ hết tiền đấy một người nhà 1.600 rồi 1.060 người đăng ký rồi đi mỗi lần nó đi hết tỷ bạc với nó có YouTube thì có lãi nó không xong lãi nó vẫn có lời á lời quá còn soi nào xong anh bắt cơm đóng chạy trong đằng đó còn soi à còn soi à ta đã à tay cái mình chơi vào cái ngáo quá này anh Khải về lúc mình xé mực xong rồi mực mới thách xong mực bà hiến nhau mà anh coi ăn cơm nhà đi sao cho con bán một tí nó về nó đi gửi đồ cho mẹ nó mất tươi lắm khô ê cha